Ok, thì chúng ta sẽ tiếp theo là review ạ. Itbanji bên server 38 là mẹ chung cụm với server ạc tôi. Đấy, ôi mày ạc này có phượng hai không nha? Ai phượng một, ôi bị gà ghẻ, không có chày. Ôi mấy ạc này tuổi gì quýnh lại tôi. Ôi mấy ạc này tuổi gì quýnh lại tôi, bay ra ngồi vô xếp đồ hình ăn hiếp tôi thôi. Mấy ạc này vô ngồi xếp đồ hình tôi, ạc này không có chày gà ghẻ. Mày những ạc không có chày là đối với tôi là không có nghĩa lý gì hết. Ôi Sam có siêu tuyệt kỹ mà giờ này Sam chưa lên được 5 sao tím luôn à. Rồi ok, thì chúng ta bắt đầu tập trung vô chuyên mục review ạ. Thì đầu tiên là Sam là đầu tiên là Gugetsu 2, Sam 1, Mực 2, Kabuto 2, Boros 2, Flash 2, Mực 1 nhưng mà không có chày. Đấy. Thì combo hủy diệt thì tôi thử con Gugetsu có siêu kỹ hay không. Có, trời má thì đằng sau nhiều vi cước à. Đúng rồi, siêu một cũ. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đến với là con Gugetsu. Đầu tiên là con đâu cũng Sam. Con Sam là full shit ninja. Full sao. Gần full sao chứ. Mày khá là đỉnh. Mục tiêu chính của đại kích thuật là chu kích trừ một mày mày nói chung là đồ cũng xăm, tôi thấy vậy khá là đỉnh, không phải khá là đỉnh đâu mà đỉnh bay cứt mấy ông à. Đấy, đầu tiên cũng xăm khá là đỉnh, nếu theo đuôi câu thỉ rồi ạc này đồ đỏ nhiều nó vô ngồi chết HP 3 dòng phần trăm tấn công đỉnh khi ở trạng thái phản đòn. Uầy, mày tiếc thế nhờ. Mày cái thỉ này là cái thỉ phản đòn đúng không? Trời má, tại sao cái thỉ này, tại sao không phải là thỉ HP ta? Trời má, thiệt là chết tôi nhiều lúc tôi ngồi tôi kêu mày. Tôi thiệt nhiên là chi buồn mới là tôi không biết là sau này có ra con tấn công nào mà có sự cái có skill phản đòn hay không, nhưng mà tôi chi buồn là cái dòng ẩn này là cái dòng ẩn phế bị cứt cho con Sam. Cái dòng ẩn này cái dòng ẩn phế về cứ con Sam, tại vì là con Sam nó không có hiệu quả khi mà dùng cái thỉ này. Đấy, con Sam nó không có hiệu quả khi mà dùng cái thỉ này. Thỉ này dùng cho mấy con tướng phản đòn mà HP thôi. Ôi dùng hai dòng dưới sát thương ok, ngon. Đấy. Bạo kích tấn công ok, đỉnh được ok, đẹp. Vô cái sư. Hai dòng HP thường, hai dòng phần trăm HP. Wow, mày hai dòng đỡ đòn. Hai dòng đỡ đòn, bảo thủ bạo kích cũng được, nói chung là thỉ này tạm. Ừ hôm nay anh like muộn tí rồi đó mấy ông thấy không, tôi nói khi mà mấy ông chơi á mấy ông thấy không? À quên uống nước nữa nha. À, khi mà mấy ông chơi mấy ông thấy không, người ta là ặt nạp tiền nhiều. Người ta là chơi đầu tư mà người ta chơi cái thẻ cấp rồng mà người ta chơi con Gugetsu mà người ta còn chơi những dòng cơ bản, thì tại sao mấy anh em không chơi những dòng cơ bản đơn giản thôi, lấy HP thôi, cần chi dòng đặc biệt, cần chi dòng sát thương, cần chi dòng sát thương thêm đó. Mấy anh em chơi ba dòng HP như thế này nhìn cái thẻ đẹp không, bây giờ cái thẻ này ai chơi được, cái thẻ nó không có cái nào chơi được hết á, cái thẻ này là thẻ bình thường không thể nào mà chơi được, nó quá ổn định. Ba dòng HP, dòng sát thương, dòng tấn công, nó lệch dòng tấn công thôi, còn nếu mà dòng sát thương nữa thì quá ngon rồi, thấy không? Ôi cảm ơn Đạt nha, nãy nhắc uống nước đấy, thấy không? Mấy ông chơi những điều bình thường như thế này thôi là quá ngon rồi. Hai dòng đỡ đòn ngon đỉnh, mực coi Kabuto bình thường, bình thường Kabuto chắc mới rã đồ. Uầy, mày như thế thẻ này thẻ đặc biệt nè. Uầy, mày anh ngồi anh chi buồn với lại tiếp tục lại chuyên mục chi buồn tiếp cho anh ngồi anh tiếp tục anh chi chi buồn tiếp là lần thứ hai cho Sơn à. Mày Sơn ơi, mẹ cái ạc này của em, mẹ anh xin thưa với em cái thẻ của em á, mẹ em roll thẻ xui vậy cứt luôn Sơn à.
À, đến coi thử con vua Đồng Đất là cấp gì nha, anh coi thử con vua Đồng Đất là cấp gì nha, nên anh coi thử như từ đây anh coi thử mất công anh ngồi anh nói mất công bị quê giang hồ lên nó chọc anh. Con vua Đồng Đất đâu rồi? Ôi mẹ anh nói rồi. Mẹ Sơn à, mẹ Sơn xui vậy cứt luôn Sơn à. Mẹ cái thỉ con samurai á, vậy cái thỉ con samurai á là cái dòng tấn công mà lại ra dòng phản đam. Cái thiện con samurai ấy, lại ra dòng ngon, dòng ẩn ngon thì lại ra lại phản đao nhưng mà tấn công. Cái thứ hai là thỉ con Boros á là thỉ thiêu đốt nhưng mà lại là thỉ cho cấp quỷ. Đã lộn cấp rồng mà trong khi đó con vua lùm đất lại là cấp quỷ. Trời ơi má ơi em xui vậy cứt luôn à. Vua lùm đất thành kia cơ. Con xương rồng nó là acid mà đâu phải là bản nâng cấp gì đâu, con xương rồng là xương rồng thôi. Không cái này là cái này là hiệu quả thiêu đốt mà. Khi kích hoạt thiêu đốt tăng cấp thành hiệu quả sát thương lan, chứ đọc cái này là thiêu đốt này có tính là con xương rồng không? Cái thiêu đốt này nó tính là lửa thôi hay là nó có tính acid không? Cái thiêu đốt này nó có tính là acid không mấy anh em nào, nó có tính là acid không? Để vô coi phần chi tiết kỹ năng nha, bây giờ mình vô mình ngồi mình coi thử. Để vô coi thử nha. Nhiều thuộc tích hơn. Thiêu đốt nha, để mình coi phần thiêu đốt nha. Vẫn tính à. Để mình coi phần chỉ dẫn, trời ơi không biết thì mình vô đây mình coi. Thiêu đốt tỷ lệ trị liệu đỡ đòn, tỷ lệ phá cương miễn duy trì, miễn sát thương duy trì là ăn mòn nè, thiêu đốt nhận vào miễn nè, sao không có tỷ lệ thiêu đốt ta. Sao nó không có từ thiêu đốt ta. Sát thương duy trì à. Đây sát thương duy trì, sát thương ăn mòn, sát thương thiêu đốt. Vậy chắc nó tính á. Cái này là tôi không biết nha. Cái này là tôi không biết nên tôi không dám nói nha. Cái này tôi nghĩ nếu mà nó dịch là sát thương duy trì, sát thương ăn mòn phải sát thương thiêu đốt nhận vào. Nhưng mà cái này là dấu phẩy. Cái này là dấu phẩy nha mấy anh em nha. Sát thương ăn mòn là cái acid á, cùng cái sát thương thiêu đốt là cái sát thương lửa á, đúng không? Cái này là tôi không biết nha, cái này là thuật ngữ tôi không biết nha. Sát thương ăn mòn là tôi nghĩ là acid, còn thiêu đốt nhận vào là cái lửa. Tôi nghĩ là cái thỉ đó kích hoạt cho đốt lửa thôi chứ không phải là đốt acid. Cái này là không biết nha, cái này không biết nha. Thì là nếu mà gì chờ thỉ cấp rồng không, cái skin là cấp quỷ em. Skin là cấp quỷ nha, không phải là cấp rồng nha, đây skin là cấp quỷ nha, không phải là cấp rồng. Đó. Rồi, ok thôi bỏ qua chủ đề đó đi thì chúng ta sẽ tiếp tục ngó những vấn đề khác. Tới con Flash nha. Đây, con Flash. Rồi, mày Flash mày ạc này thì đằng sau nhiều với cức á. Ôi má, ạc này thì đằng sau nhiều với đạn mấy ông à. Ôi, 13 dòng tóc đỉnh. Xét thương miễn sát thương thêm. Tấn công bạo kích đỡ đòn, nói chung là hai thỉ này cùi. Hai thỉ này nên roll lại nha. Hai thỉ này anh khuyên nha, cái này là khuyên thôi. Là nên roll lại. 50 triệu được chiến mà thỉ đang sao nhiều nhưng mà nên roll lại nha, cái thỉ này nên roll lại nha. Hai cái thỉ này nên roll lại. Một là chơi full tấn công luôn. Một là chơi full tấn công, hai là full xét thương thêm hay thứ gì đó, chứ còn hai cái thỉ này nó đang bị tạp nham. Cái này là hai cái này là đang bị tạp nham nha. Cái thỉ này đẹp rồi, cái thỉ này là ok rồi, đừng roll, cái thỉ này 3 dòng tấn tốc là ngon rồi. Hai cái thỉ này đang bị tạp nham. Đấy. Hai cái thỉ này bị tạp nham nha, còn nên roll lại. Còn Phượng à. Phượng thì Awaken 1 rồi, mới không tính tiền. Phượng thì lấy full HP em ơi, Phượng thì đừng lấy mấy cái set thêm mấy miệng gì hết á. Phượng là cứ full HP cho anh.
Riêng Phượng là mấy anh em cứ chơi full HP cho tôi nha, mấy anh em không cần nghỉ. Quay còn dư vòng không? Còn quay dư vòng không? À hết vòng rồi, được vòng 1 à. Phượng là cứ full HP nha. Phượng là full HP nha. Đấy, rồi ok. Cũng nói chung là ặc thì đỉnh, mà ặc này mày chơi nói chung là chỉ thiếu con Sam 2 thôi là thành siêu phẩm. Về đội hình thì ok hết rồi, chắc đội hình thì không cần phải suy nghĩ gì rồi. Vậy nhưng mà đội hình xếp như vậy thì hơi lỏ nè. Đội hình để tắt ngàn tới nha. Đội hình thì xin thưa nha, xin thưa là xếp đội hình như thế này đi BK là ăn cám con cò nha. Đội hình như thế này là anh xin thưa nha, là đi xếp đội hình mà đi BK mà xếp như thế này là ăn cám con cò nha. Đội hình hiện giờ là như gì nha. Đó, đội hình hiện giờ là ít nhất nó phải như gì thôi, chứ còn là như gì hoặc là bill Phượng cho Châu lên hoặc là sao đó như Châu lên thôi, chứ còn mà bill mà để như vậy là dây như nữa là ăn cám cò liền đó. Đấy là đội hình như vậy là hiện giờ là ổn nha. Đấy. Nói chung mà đừng có để DPS lên đầu, để DPS lên đầu bên kia đi Phượng nó gấp chết á. Người ta khi mà trường hợp nào mà người ta để DPS lên đầu là khi mà đối đầu mà không có tiền của Phượng thì DPS người ta mạnh thôi. Đấy. Nên là người ta mới để như vậy được. Rồi, về tính năng chiến thuật. Mày anh hùng đi cái này bút tóc vậy. Vũ trang đi bút tóc không? Nếu vũ trang đi bút tóc à, vũ trang đi bút tóc không sao. Như gì cũng được. Rồi, nhưng mà anh hùng để phản đam thì anh thấy nó tào lao. Nên là thực sự khá là tào lao nha, tại vì anh hùng hiện giờ là chưa có con nào phản đam hết. Cái phản đòn này hiện giờ bên anh hùng mà chưa có con nào phản đam hết. Cái con Flash Blast là nó đỡ đòn. Nó đỡ đòn né tránh xong nó phải chết thương lại thôi. Đấy, cái này là nên cái này là tào lao nha, cái này nếu mà lắp thủ luôn cũng được, lắp tăng HP cái này nên để tóc, còn vũ trang là để cái này là hút máu hoặc là tỷ lệ trị liệu thôi, nên chuyển lại nha. Nên chuyển lại xong rồi cái tăng top ok, hai thứ này ok, đó lắp gì là ok chuẩn bài. Đó, còn mấy thứ sau thì nên chỉnh lại. Mấy thứ sau thì nên lắp hệ cân chi đông đếm cho nó ok lại. Nói chung mà quan trọng hai cái đầu này thôi như thế nào cho nó ok thôi. Nói hiện giờ là vũ trang là đam chính thì ba cái đầu là bốn cái đầu là cái gác đấu, rồi mấy anh em lắp cho ổn tí là được. Đánh ngang, đánh dọc, đánh đơn à, ok đấy rồi ok. Đó là review ặc Banji chung server với tôi. Ặc này để coi vừa thổi đấm lộn với tôi xếp đội hình ra chưa. Ặc tôi thì chưa xếp đội hình nha, ặc tôi có 42 triệu lượt chiến mà ặc tôi quýnh bây giờ. Mấy ông này quýnh ặc tôi thì đơn giản là quýnh thôi mà, có gì đâu, ặc tôi có mẹ gì đâu. Đây, ặc tôi có mẹ gì đâu. Ặc tôi sao mà chả có đồ nữa, đồ đang để vô chày. Đấy. Đây, quýnh ặc tôi luôn này. Đây, ặc tôi quýnh gì lại. Ặc tôi phượng 1 mà, phượng 1 Sam còn không đắp đồ mà quýnh gì lại. Gua cái sư mà đéo có xịt kỹ. Quýnh gì lại được quýnh. Đấy. Ao gần có 10 triệu lượt chiến mà. Ôi mẹ tuổi. Ôi mẹ riêng xếp hiếu mày 10 xếp hiếu luôn. Ôi mẹ riêng xếp hiếu là chấp 10 xếp hiếu. Ôi mẹ gì riêng xếp hiếu là không tính tiền. Ảt anh cũng vô cái sư không siêu tuyệt kỹ mày. Trời ơi. Không bỏ qua cho mau mấy anh em hơi lắc đấy. Rồi Ảt cuối cùng chuẩn bị là qua Ảt tiếp theo review. Không thắng là chuyện bình thường. Ặc của tôi hơi đuối. Nhưng mà ặc này hơi farm phí kim cương nha. Ặc này nha, tôi nghĩ là chỉ có Gugitsu là mua hai lần đi huấn luyện mỗi ngày là mới lên được Gugitsu 5 sao tím kịp khi mà ra con Flashy Flash thôi. Chắc chắn luôn. Ặc này là ra con mua con Flashy Flash là mấy ấy thôi. Đấy. Rồi ok ha. Đấy là con Gugitsu. Gugitsu bên Banji server chung server với tôi, server 38. Rồi ặc thứ hai thì clip thì sẽ đăng sau.